Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5 tháng 12 đã tuyên bố ông tái tranh cử tổng thống năm 2024, một phần là vì cựu tổng thống Donald Trump cũng tái tranh cử. Phát biểu tại buổi gây quỹ tại thành phố Boston, bang Massachusetts, Tổng thống Biden tuyên bố ông quyết định tái tranh cử là để ngăn ông Trump giành lại Nhà Trắng. Ông nêu rõ, nếu ông Trump không tranh cử thì chưa chắc tôi đã tranh cử, đồng thời nhấn mạnh không thể để ông Trump thắng. Thời gian qua, bản thân Đảng Dân Chủ của ông Biden cho rằng ông nên nhường thế hệ trẻ hơn lên lãnh đạo. Tuy nhiên, ông chủ thứ 46 của Nhà Trắng vẫn quyết định ra tái tranh cử. Nhiều người cho rằng ông quyết định như vậy một phần là do ông Trump cũng tuyên bố tranh cử và một phần là do bản thân Tổng thống Biden tin rằng ông là người duy nhất thắng được ông Trump, nhân vật đang dẫn đầu những ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa.